Năm 2022, ngành thủy sản đã có những bước phá vượt bậc. Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giá trị xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên cán đích 11 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cuối năm 2022, đặc biệt là 3 tháng đầu năm 2023, cùng với khó khăn chung của các ngành lĩnh vực, xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản, thủy sản đều giảm nhiều so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản giảm trên 28%, thủy sản giảm trên 27%, đặc biệt là tại các thị trường lớn, truyền thống như Mỹ, EU. Số lượng đơn hàng giảm mạnh, sản xuất chế biến và xuất khẩu lâm sản, thủy sản có những cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng thách thức nhiều hơn, các thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản bị co hẹp.